Hi, xin chào mọi người. Đây là một trong những thời điểm rất là khó khăn. Thì chỉ trong một tháng vừa rồi các bạn thấy là đa số stock nào cũng bị rớt. Không chỉ là những cái stock dividend mà những cái stock lớn, những công ty, những tập đoàn lớn cũng rớt rất là nhiều. Và cũng chung số phận như vậy thôi thì portfolio của mình trong tháng vừa rồi cũng rớt rất là mạnh. Với cái portfolio Robinhood, những cái stock mà mình luôn luôn chia sẻ với mọi người, thì cái portfolio này trong tháng vừa rồi đã rớt khoảng 2%, có nghĩa là 3-4 ngàn đồng trong vòng một tháng. Nhưng mà trong cái thời điểm này, đây là một trong những thời điểm cực kỳ tốt cho mình để mà mình gom thêm những cái stock mà trong thời gian qua bị xuống mạnh, đặc biệt là những cái công ty stable, những công ty mà mình muốn giữ trong cái portfolio của mình lâu dài, không phải là chỉ cho trade trong vòng khoảng nửa năm, một năm gì đó, mà những cái công ty này mình đã có cái kế hoạch mua trong suốt thời gian dài và tiếp tục mua thêm những cái stock này để mà tăng cái số lượng share mình giữ lên ở trong cái portfolio này. Và đa số những cái stock này trong vòng khoảng 2-3 tháng vừa rồi đã bị rớt rất là mạnh, có nhiều stock rớt đến 20-30% trong vòng khoảng 2 tháng vừa qua. Và ngày hôm nay thì mình đã quyết định mua một cái stock mình đã theo dõi trong suốt một thời gian dài. Đó chính là stock của McDonald's. Đây là lần đầu tiên mình mua cái stock này vào trong cái portfolio trên Robinhood của mình. Và mình chắc chắn là mọi người cũng đã rất quen thuộc với cái công ty McDonald's này rồi. Đây là một cái công ty bán đồ ăn nhanh rất nổi tiếng, ở không chỉ là ở Mỹ đây mà ở trên toàn thế giới, và trong suốt một thời gian dài nó lên liên tục. Chúng ta không có cơ hội để mà nhảy vào mua khi mà giá của nó quá cao so với là tất cả những cái stock khác, thì giá của nó luôn luôn cao hơn so với là những cái stock còn lại. Tuy là cái mức phát triển công ty này không có nhanh nha mọi người, nhưng đúng là trong vòng khoảng hơn một năm qua stock của nó lên rất là nhiều, lên đến cái mức giá là gần 300 đồng cách đây mấy tháng thôi. Nhưng bây giờ giá của nó đã rớt xuống dưới 250 đồng một share. Và đó chính là lý do tại sao mình quyết định mua stock của McDonald's vào trong ngày hôm nay. Mình đã bỏ ra cái số tiền là khoảng 2.400-2.500 để mua vào 10 share của McDonald's. Thì tính đến thời điểm này, stock của McDonald's là 248 đồng. Nó đã rớt khoảng hơn 10% trong một tháng vừa rồi mọi người, 10%. Và trong vòng 3 tháng của nó rớt đến 15%. Kể từ đầu năm cho đến bây giờ thì nó vẫn xuống khoảng 5%. Nhưng mà các bạn nhìn vào nha, trong vòng 5 năm qua stock này vẫn lên được hơn 50%. Thì với những cái stock này, những cái stock mà mình đã mua, những cái dividend stock như vậy, thì các bạn không thể expect, các bạn không thể là dự kiến nó sẽ lên trong vòng khoảng 5 năm, 3 năm nó lên gấp 2, gấp 3 lần. Các bạn mua 100 đồng, 5 năm sau nó lên đến 200-300 đồng. Những cái stock này nó sẽ không có lên như vậy. Tại vì đây không phải là những cái growth stock, đây là những cái dividend stock, những cái stock người ta thường mua để mà phòng thủ. Những người già, những người lớn tuổi, người ta thường mua những cái stock này để sau này người ta có thể cậy nhờ vào trong những cái stock này kiếm được tiền dividend và giữ cái số tiền vốn của chúng ta không có sợ bị thua lỗ. Đó là lý do tại sao người ta thích những cái stock này. Tại vì những người còn trẻ như mình, những người 20, 30 hoặc là 40 tuổi, người ta thường muốn take risk hơn. Tại vì nếu mà thực sự có điều gì rủi ro, các bạn mất 100 ngàn, 200 ngàn, các bạn vẫn còn thời gian để mà kiếm lại cái số tiền đó. Ví dụ như 30 tuổi, 40 tuổi, các bạn thua lỗ 100 ngàn, 200 ngàn, các bạn vẫn còn một cái khoảng thời gian trước khi các bạn retire để mà làm ra thêm tiền, kiếm lại cái số tiền bị mất như vậy. Nhưng nếu mà các bạn đã là anh chị lớn 50 tuổi, 60 tuổi, chuẩn bị retire, hoặc là có nhiều anh chị đã retire rồi, kiếm một số tiền là 700-800 ngàn, 1 triệu gì đó bỏ vào đầu tư nhà cửa hay stock, mà nếu thực sự xui xẻo mà bị rớt mất khoảng 200-300 ngàn, để kiếm được cái số tiền đó rất là khó. Tại vì các bạn đã cần kề với cái tuổi retire rồi, chúng ta không còn thời gian để mà đi làm, để mà dành dụm và tiết kiệm một cái số tiền lớn như vậy nữa. Cho nên với những người trẻ thì người ta thích take risk nhiều hơn, thì mua những cái stock grow có khả năng gấp 2, gấp 3 trong vòng 2, 3 năm, thậm chí là trong vòng mấy tháng gấp 2, gấp 3, đó là một điều rất là bình thường. Nhưng mà khả năng các bạn cũng có thể sẽ bị mất đến 70-80% trong vòng khoảng 5-7 tháng. Điều này rất dễ dàng, các bạn đã thấy rất nhiều trong vòng khoảng hơn 1-2 năm vừa rồi. Nhưng khi mà các bạn đầu tư vào trong những cái stock như là McDonald's hay là Lowe's, Home Depot, thì những cái stock này là những cái stock phòng thủ. Nó rớt 20-30% trong vòng 1-2 tháng rất là nhiều rồi mọi người. Tại vì đây là những công ty kiếm ra được tiền, nó có cái số lượng tiền khá rất nhiều ở trong công ty của nó. Và nếu thực sự những cái stock này bị rớt trong một cái khoảng thời gian nào đó 40-50% nha mọi người, là rất nhiều, thì người ta sẽ có thể dùng cái số tiền đó để mà buy back, mua lại những share của người ta. Hoặc là người ta có thể có cái số tiền khá sẵn sàng để có thể là giải quyết những cái vấn đề khó khăn khi mà những công ty này gặp phải.
Còn với những công ty phát triển nhanh thì thường rất ít tiền cash và nó có nợ nhiều. Và những công ty này có nhiều khả năng bị phá sản hoặc là những cái stock này bị đi xuống trong một khoảng thời gian dài sẽ không có phục hồi trở lại trong một 5 năm, 7 năm. Còn những công ty như là McDonald's như thế này, nó đã xây dựng được một cái nền móng rất là vững chắc, cho nên là người ta không có lo sợ nhiều khi mà đầu tư vào trong những công ty như thế này. Công ty McDonald's vẫn tiếp tục phát triển, ví dụ như trong vòng 12 tháng vừa qua, cái mức phát triển của nó là 13% và dự kiến trong vòng 12 tháng tới đây mức phát triển của nó sẽ thêm 6% một năm nữa. Và đây là một cái thời điểm tốt nha mọi người. Lý do là tại sao? Như mình vừa nói vừa rồi, stock của nó đã rớt khoảng mười mấy, gần 20% từ cái điểm cao nhất của nó trong một cái thời gian rất là ngắn, chỉ trong vòng 2-3 tháng thôi. Mức dividend yield của McDonald's là 2.68%, nhưng mà điều này không có quan trọng. 2.68% vào thời điểm này thấp. Lý do là nếu mà chúng ta thực sự bỏ tiền vào trong những cái tài khoản saving thì các bạn cũng có thể kiếm được cái số dividend yield hoặc là cái mức tiền lời cao hơn như vậy, 2.68%. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là cái công ty này tăng cái tiền dividend của nó lên. Có nghĩa là bây giờ các bạn mua với cái mức dividend yield là 2.68%. Nhưng trong khoảng 5 năm hoặc là 10 năm tới, cái mức dividend yield thực sự của mọi người là đến 5-6%, tại vì nó tăng lên liên tục. Còn cái tiền lời các bạn gửi vào trong nhà băng hoặc là những cái tiết kiệm thì nó lên rồi nó xuống, nó lên nó xuống, tùy thuộc vào cái mức lãi suất của Federal Reserve cho ra. Còn với McDonald's thì stock này có thể nói gần như là đảm bảo cho mọi người, gần như là đảm bảo chứ không phải 100%. Mình nói gần như đảm bảo lý do là tại sao? Tại vì trong vòng 45-46 năm qua thì công ty này vẫn tiếp tục tăng cái số tiền nó trả ra cho mọi người. Trong vòng 45-46 năm qua liên tục chưa bao giờ ngừng, chưa bao giờ cắt. Thì các bạn biết là cái lịch sử của nó đã rất là lâu đời rồi. Và cái mức tăng trưởng dividend của nó có thể nói rất là hấp dẫn. Tại vì bây giờ cái mức dividend yield của nó 2.68% mình nghĩ rất là tốt rồi. Với cái mức tăng trưởng tiền dividend lên đến là 20% trong vòng 20 năm qua và 8% trong vòng 5 qua. Thì trong thời điểm vừa qua mình vừa mới nhận được thêm một tin nữa, đó là McDonald's tiếp tục tăng tiền dividend của nó lên thêm một lần nữa. Từ cái mức là 1 đồng 52 cent cho mỗi quý, bây giờ nó đã tăng lên là 1 đồng 67 cent cho mỗi quý. Và cái ngày ex-dividend day đó chính là ngày 30 tháng 11, có nghĩa là những bạn mua stock của McDonald's trước cái ngày đó thì sau này các bạn sẽ nhận được tiền dividend mỗi xe, các bạn sẽ nhận được là 1 đồng 68 cent. Tuy là không nhiều nhưng mà đây là một cái thời điểm như mình đã nói, vừa mới bắt đầu một cái portfolio, nếu mà các bạn mua 10 xe thôi có nghĩa là trong cái lần trả tiền dividend tới đây nó sẽ trả cho mọi người là 16 đồng 70 cent. Nhưng tưởng tượng nếu mà các bạn mua cái stock này với cái số lượng lớn hơn 100 xe 200 xe thì chắc chắn là cái số tiền các bạn nhận được sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Và đây chúng ta chỉ đang nói đến là cái số tiền dividend thôi chứ không có nói đến là cái mức return của công ty này như mình vừa nói với mọi người. Đó là 50-mấy% trong vòng 5 năm qua. Thực sự không nhiều, nhưng mà nói đến cái điều quan trọng hơn, đó là cái độ an toàn của công ty này, cái độ vững chắc của công ty này. Và đây chính là lý do tại sao mình mua stock của McDonald's vào trong portfolio Robinhood này với mức giá là 248 đồng bỏ vào 10 xe, khoảng gần 2.500 để mà mua 10 xe của stock McDonald's này. Và chắc chắn là thời gian tới đây mình sẽ theo dõi, nếu mà có khả năng, có cơ hội để mà mua stock này với mức giá rẻ hơn thì mình sẵn sàng để mà mua thêm stock của McDonald's. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình.